Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang xem chương trình Điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Chương trình hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Đồng Tháp, 237 tăng ni sinh năm thứ 3 khóa 8 trường Trung cấp Phật học tỉnh tham dự kỳ thi kết thúc học kỳ 2. Tỉnh Quảng Nam, chùa Thạch Khê, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn và chùa Viên Thánh, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Phật giáo các tỉnh Tiền Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông đã tổ chức chương trình trao tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh Covid-19. Cà Mau, phân ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khánh thành bàn giao cầu giao thông nông thôn Phúc Điền 3 và trao tặng quà đến bà con khó khăn. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua 237 tăng ni sinh năm thứ 3 khóa 8 trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp đã tham dự kỳ thi kết thúc học kỳ 2. Nhằm kiểm tra chất lượng học tập của tăng ni sinh, vừa qua, trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, quốc lộ 30 xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kỳ thi học kỳ 2 cho tăng ni sinh năm thứ 3, khóa 8 của trường. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020. Đây cũng là kỳ thi cuối của khóa học thứ 8 trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp. Được biết, khóa học này có tổng số 237 tăng ni sinh chia làm 3 điểm thi: chùa Thanh Lương, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dành cho tăng sinh; chùa Hưng Thiền, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh; chùa Phước Huệ, phường 1, thành phố Sa Đéc dành cho ni sinh. Tăng ni sinh sẽ thi 11 môn thi gồm các môn Hán văn, Giáo dục công dân, Anh văn, Ngữ văn, Văn học Phật giáo Việt Nam, Lịch sử Phật giáo Việt Nam và các môn chuyên về kiến thức Phật học như Kinh Kim Cang, Kinh A Hàm, Luật Tỳ Kheo, Luận Phật Thừa Tông Yếu, Duy Thức Học. Theo lịch thi, kỳ thi sẽ kết thúc vào chiều thứ Sáu, ngày 14 tháng 8. Hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi kết thúc khóa 8, nhà trường sẽ thông báo chiêu sinh khóa 9 vào đầu tháng 9 năm 2020. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại tỉnh Quảng Nam, chùa Thạch Khê, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn và chùa Viên Thánh, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh đã tổ chức trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nhằm ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng ngày 11 tháng 8 vừa qua, đoàn từ thiện câu lạc bộ Chúc Đạt chùa Thạch Khê, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đến ủng hộ vật tư y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đại đức Thích Chúc Đạt, trụ trì chùa Thạch Khê đã thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc an toàn đến với lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện trọng trách tại đây. Cầu mong quý vị có đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân. Cùng ngày, sư cô Thích Nữ Thanh Hiếu, ủy viên ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chính Phật giáo huyện Phú Ninh, trụ trì chùa Viên Thánh, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh cũng đến trao tặng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trước đó, sư cô Thích Nữ Thanh Hiếu cũng đến cơ quan của Ủy ban nhân dân và trạm y tế xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh để thăm và trao tặng khẩu trang hỗ trợ phòng chống dịch tại địa phương. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành hiện đang là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong những ngày qua, bệnh viện đã tiếp nhận sự quan tâm hỗ trợ của rất nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có Phật giáo. Không chỉ tại tỉnh Quảng Nam, trong tình hình đại dịch COVID-19 tái phát lần hai và diễn biến phức tạp, thấu hiểu những nỗi vất vả của người dân trong dịch bệnh, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, Phật giáo các tỉnh Tiền Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông đã tổ chức chương trình trao tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh. Vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, tại chùa Linh Sơn, Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Công Tây, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Trung Phước đã tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các em học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà bà con nhận được lần này trị giá 250.000 đồng, trong đó 15 phần cho học sinh, 75 phần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin tại thị trấn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hữu và xã Thành Trị. Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Trung Phước đã phát khẩu trang và nước rửa tay cho bà con, nhắc nhở mọi người ngồi giãn cách.
Đại Đức cũng căn dặn mọi người hạn chế ra đường, không đến nơi đông người để phòng lây nhiễm bệnh, tự bảo vệ mình tránh lây lan trong cộng đồng. Chúc cho các em học sinh và bà con sớm vượt qua khó khăn hiện tại, có nhiều sức khỏe và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Buổi phát quà khép lại trong hoan hỷ, đại diện lãnh đạo chính quyền gửi lời cảm ơn đến Đại Đức Thích Trung Phước đã luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trong tinh thần từ bi của Đức Phật. Vào ngày 11 tháng 8, tại Đắk Lắk, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cư Mga kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng các thành viên trong đoàn đã trao khẩu trang, quà, các nhu yếu phẩm đến hai xã Cư Mga, Quảng Tiến và thị trấn Quảng Phú. Tại các điểm đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống người dân tại địa phương. Cảm thông trước những nỗi vất vả đó, đoàn đã trao cho xã những phần quà, nhu yếu phẩm và nhiều chiếc khẩu trang để chuyển đến cho người dân. Tổng kinh phí cho đợt phát quà lần này trên 20 triệu đồng. Cùng ngày, tại Đắk Nông, Tịnh Xá Ngọc Đạt đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đến các trạm, chốt quản lý, bảo vệ biên giới tại khu vực cửa khẩu Bù Prang, huyện Tuy Đức để thăm hỏi và động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đoàn cũng đã gửi tặng những phần quà thiết yếu như mì gói, nước uống, khẩu trang và nước sát khuẩn cho cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng. Đây là những tấm lòng hảo tâm của quý Phật tử gần xa hướng đến việc làm cao cả của cán bộ, chiến sĩ đã vì dân, vì Tổ quốc phục vụ. Trước đó, ngày 7 tháng 8 năm 2020, Tịnh Xá Ngọc Đạt cũng đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh hỗ trợ chương trình tiếp sức mùa thi với 1.000 chiếc khẩu trang y tế và nước sát khuẩn. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, phần Ban từ thiện đối ngoại và quan hệ quốc tế thuộc Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng quý Phật tử, các nhà hảo tâm và quý mạnh thường quân đã đến xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau để khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn Phúc Điền 3 và trao tặng những phần quà thân thương đến bà con khó khăn nơi đây. Dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đức Dũng, Ủy viên Thường trực Phân Ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, phó đoàn là Đại Đức Thích Thiện Đinh, Đại Đức Thích Minh Tiến, trú xứ Chùa Nghệ Sĩ, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế đã cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn Phúc Điền 3. Cây cầu với chiều dài 37m, chiều ngang 2m, tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng. Trong niềm hân hoan ấy, nhằm hỗ trợ những khó khăn đến bà con trong khu vực giai đoạn đại dịch COVID-19, đoàn từ thiện đã trao tặng 100 suất quà yêu thương, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm một thùng mì và 10 kg gạo. Được biết, tổng kinh phí thực hiện chuyến từ thiện này là trên 150 triệu đồng. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online xin được tạm dừng tại đây. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị thân khỏe tâm an, Phật sự viên thành. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.